Xin chào anh em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Đây là video chi tiết One Piece chapter 1112 mới nhất siêu dẫn này. Theo đó thì tiêu đề của chapter này là góc chiếu khó khăn hay là góc chiếu cứng. Và bởi vì trong video phân tích chapter thì tôi sẽ không nói tới tiêu đề, nên trong video này tôi sẽ nói chi tiết mọi thứ xoay quanh cái tiêu đề đầy thú vị này. Cụ thể thì góc chiếu khó khăn hay là góc chiếu cứng mà Oda dùng cho tiêu đề của chapter này có liên quan tới chim tinh học. Và nếu bạn chưa biết thì chim tinh học là một hệ thống huyền học hay là ngụy khoa học dự đoán về vấn đề nhân loại và sự kiện trọng thế bằng cách nghiên cứu chuyển động và vị trí tương đối của thiên thể, hay dễ hiểu hơn là của các ngôi sao hành tinh, bao gồm cả mặt trời, mặt trăng. Và rất rõ ràng thì trong anh bi lúc này nó ám chỉ Ngô Lô Tinh với tên của năm ngôi sao là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với mặt trời Luffy Nika. Và giờ thì chúng ta sẽ đào sâu hơn khái niệm góc chiếu khó khăn hay là góc chiếu cứng của tiêu đề chapter này ám chỉ điều gì. Đầu tiên thì sự đối lập và hình vuông thường được coi là góc chiếu khó khăn hay là góc chiếu cứng. Tuy nhiên thì không có những điều này thì sẽ không có điều gì nhiều có thể xảy ra. Chúng đầy sự thử thách, năng động và tràn đầy năng lượng. Và mỗi sự việc, mỗi vấn đề đều cần có một khoảng thời gian để hành động hoặc là giải quyết. Và mặc dù góc chiếu khó khăn hay là góc chiếu cứng thường chỉ ra những khó khăn, nhưng chúng cũng mang lại tiềm năng phát triển và những thành tựu cho bản thân. Và thật sự thì để có thể giải mã được toàn bộ những ẩn ý bên trong cái tiêu đề của chapter 1112 này thì chúng ta cần phải có thêm một lượng kiến thức nhất định về chim tinh học, cũng như mò mẫm lại những sự kiện trong One Piece để có thể liên kết lại mọi thứ. Và nó thật sự tốn rất nhiều thời gian, nên trong video này tôi sẽ không nói quá sâu mà chỉ đại khái về hàm ý của Oda thông qua cái tiêu đề này. Rõ ràng là Oda đang ám chỉ sự đối địch giữa Luffy Nika với Ngô Lô Tinh, những khó khăn rất lớn mà Luffy đang phải đối mặt. Nhưng trong khó khăn đó thì sẽ có cơ hội, và nếu Luffy có thể vượt qua được những khó khăn đó thì với tiềm năng phát triển của mình, Luffy sẽ đạt được những thành tựu rất lớn. Và thành tựu trước mắt mà chúng ta có thể thấy được đó là Luffy sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Và điều này thì lại làm tôi củng cố hơn quan điểm, ở SH này thì Luffy sẽ có một sự thăng tiến sức mạnh rất lớn để từ yếu hơn trở nên mạnh hơn, rồi đánh bại được ít nhất là một Ngô Lô Tinh trước khi rời đi. Còn vì sao tôi nói như vậy thì từ từ theo dõi diễn biến chapter này thì bạn sẽ hiểu. Còn trang biệt của chapter này là tiếp tục cover story về Yamato ở Wano Quốc, chuyến du hành của Yamato, đứa trẻ tộc Oni, tập 3. Tại lâu đài Hoa Đô thì King Yamon đã đưa cho Yamato một ít tiền để đi lại, nhưng kèm theo đó là một yêu cầu. Chưa biết đó là yêu cầu gì nhưng có thể thấy Yamato lúc này rất vui vẻ, hồ hởi. Chapter bắt đầu bằng hình ảnh hòn đảo từ góc nhìn của các chiến hạm, kèm theo đó là một thông báo từ hải quân về việc các Pacifista đã bị khống chế. Tất cả các đơn vị Pacifista đã dừng lại, đừng để băng hải tặc Tư Hoàng Mũ Rơm trốn thoát, đừng để Bonnie trốn thoát. Sau đó là hình ảnh Thánh Vinosuro đã hoàn tất việc đánh bại toàn bộ 50 Pacifista Mark 3 đang có trên SH. Tất cả đều đã bị đóng băng bao mạch. Và giờ Ngô Lô Tinh này đã chuyển mục tiêu sang cô bé Bonnie, khi vừa phi nước đại vừa nói rằng: "Con bé chỉ mới 12 tuổi, trao sức mạnh có thể hủy diệt cả một đất nước cho một đứa trẻ như thế này. Đó là một sự phản bội ngu ngốc về cơ bản." Với điều này thì rất rõ ràng là Bonnie đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi hết bị Thánh Sutton thì giờ tới Thánh Vinosuro truy đuổi. Và nếu Bonnie không chết thì việc đóng băng bo mạch các Pacifista chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ là phần ngọn của vấn đề mà thôi. Trong khi đó thì hai người khổng lồ là Kashi với Omoi cũng đã hối thúc đồng bọn nhanh chóng quay trở lại tàu, vì dường như có một số kẻ mạnh đã xuất hiện ở đó, ám chỉ là các Phó Đô đốc hải quân. Còn hải quân thì cũng đã hối thúc mau mau đánh đắm con tàu của những người khổng lồ, đừng để nó ra khơi. Đừng để bọn chúng ra khơi, đánh chìm con tàu Elbas, tiến về phía bờ biển Đông Bắc. Kèm theo đó là hình ảnh các chiến hạm vẫn không ngừng pháo kích lên SH. Vậy là nhóm Runkey Bonnie cũng đã chính thức đụng độ với các Phó Đốc hải quân ở bên tàu. Đang ngồi trên người khổng lồ thì Runkey đã liền lao ra ngoài rồi hét lớn: "Tránh đường cho ta!" Rồi nhắm thẳng mặt Red King, tung ra nắm đấm. Còn Phó Đốc Red King thì cũng tự tin đáp lại: "Ngươi đừng hòng có thể vượt qua!" Rồi dùng cánh tay hơi nước tấn công, một trận chiến của những kẻ cơ khí. Và Đô đốc hải quân thì có thể là hơi quá sức, nhưng Phó Đô đốc thì có vẻ là hơi lỏng tay cho Runkey, khi chỉ với một cú đấm Runkey đã dễ dàng đấm trễ quầy hàm, đấm sấp mặt Phó Đốc Red King. Với điều này thì có vẻ như các Tobi Robo trong bang hải tặc bách thú có sức mạnh ấn tượng hơn so với các Phó Đốc hải quân. Khi ở Wano Quốc thì Runkey đã khá chật vật thì mới có thể đánh bại được Sasaki. Còn Bonnie, hải tặc thuộc thế tồi tệ nhất, nhỏ tuổi nhất, cũng không phải dạng vừa, cũng không ngồi chơi xơi nước. Thay vào đó thì cô bé đã trở lại hình dạng 24 tuổi quen thuộc sau khi gửi gắm người cha Kuma lại cho những người bạn khổng lồ. Còn bản thân thì cũng lao ra đối đầu với một Phó Đốc khác, chính là Bomb Sky. "Hãy chuẩn bị tinh thần đi, nhóc con. Chúng ta sẽ không giao những vũ khí siêu việt cho một kẻ như ngươi." Ám chỉ là các Pacifista với Bonnie có thẩm quyền cao nhất. Vừa nói thì Bomb Sky cũng đã cầm cây gậy vỏ sò lao tới Bonnie, nhưng Bonnie đã nhanh tay lẹ chân hơn khi chạm vào người Bomb Sky trước, biến Phó Đốc này trở thành một đứa trẻ rồi dễ dàng thẳng chân tung cước đánh bại Bomb Sky. Và Phó Đốc Gatin đã bị sốc tột độ khi chứng kiến cảnh này. "Đừng gọi cha của ta là vũ khí, ông ấy là một anh hùng, đồ khốn nạn, cầm nĩa." Với những gì mà chúng ta đang thấy đây thì phải hiểu như thế nào cho hợp lý nhỉ? Đó có phải là Bonnie với Runkey mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ, hay là ngoại trừ Gap thì các Phó Đốc hay quân yếu hơn những gì chúng ta tưởng? Dù thế nào thì Runkey với Bonnie trong chapter này đã thể hiện thật sự rất ấn tượng.
Nhưng đối mặt với một kẻ thù tiếp theo, e rằng họ sẽ có một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là bỏ chạy. Và đó là ai thì từ từ chúng ta sẽ biết. Còn giờ thì ở trên tầng thí nghiệm bên trong vùng cực, chúng ta đã thấy việc bằng với bưng 01 Saka và bưng 04 Pythagoras trong video. Họ đang nói chuyện. Việc bằng nói rằng ông không thể uống ly cà phê Vega vì trời nóng làm cho cái lưỡi của ông rất mẫn cảm. Kèm theo đó là một ánh nhìn không mấy thiện lành với bưng 01 Saka. Điều này khiến cho bưng 04 Pythagoras trách bưng 01 Saka là kẻ bắt nạt và thời gian còn lại là 4 phút trước khi bắt đầu. Đồng thời thì ở thực tại, bưng 06 Jot sau khi hoàn hồn cũng đã dẫn thánh Marcus Mart vẫn trong hình dạng quái điểu Itrimaje đến căn phòng có màn hình nơi thông điệp của Vegabond được phát sóng. Đúng, không thể nhầm lẫn, việc nó được ghi lại là ở đây, trong căn phòng này. Và chưa để cho bưng 06 Jot kịp nói hết ý thì quái điểu Marcus Mart đã bắn ra một chùm năng lượng cực lớn, ngay lập tức phá hủy căn phòng. Và chùm tia này là sao đây? Tôi thấy nó khá tương đồng với đòn tấn công cuối cùng của Kick hơn là nhiệt tức của Kaido. Mặc dù vậy thì video của Vegabond vẫn phát sóng và nó không bị ngưng lại. Và một lần nữa thì bưng 06 Jot lại giải thích với thanh mắt như thế này. Ông thấy không? Điều đó không ngăn được điều gì. Nếu tôi là sao chủ, tôi cũng sẽ giấu nguồn phát sóng đó là một con option truyền phát trực tiếp. Nó là phiên bản mới nhất của Dendenmushi do Vegabond tạo ra có tên là Haisin Dendenmushi. Nghe thế thì thanh mắt Goodmatch nói rằng, vậy thì phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm. Nhưng bưng 06 Jot đang tóc mồ hôi lo sợ cản lại, nói rằng đó là điều không thể. Bởi vì tầng 2 của tòa nhà B chính là tầng phát triển vũ khí, còn tầng 1 là nhà máy năng lượng. Những thứ cần để tạo ra Model Flame cũng ở đây. Cũng như khí áp suất cao được kết nối với tòa nhà C, và nếu phá hủy bất cứ thứ gì thì cũng sẽ khiến cho bưng record bị nổ tung, phá hủy hoàn toàn. Nghe bưng 06 Jot giải thích thì thanh mát nói rằng, vậy thì ngươi cũng hãy động não đi, ngươi cũng nên suy nghĩ giống như bọn họ. Và đáp lại thì bưng 06 Jot cũng nói rằng, trên bưng record, có thể nào đó chính là con option truyền hình trực tiếp mới được phát triển gần đây. Nó trông giống như một con option phát đáp kiểu như là vỏ khăn xếp hình tam giác. Đồng thời thì Jot cũng mô tả nó bằng cử chỉ của tay. Đúng là tiến sĩ thiên tài Vegabond đã nuôi ông tay áo rước cáo về nhà, cay thật sự. Khi mà ngay lúc này thì ngôi lốt tên Marcus Mart cũng đã bay lên bưng record. Chóp tôi chuyển cảnh sang phía Stussy và Kaku cũng đang ở bên trong vùng cực. Kaku lúc này thì đã tỉnh. Stussy với mắt kinh ngạc ngước nhìn lên bóng của thanh Marcus Mart rồi nói với Kaku rằng, thật nhẹ nhõm phải không khi nó đã bỏ qua cho chúng ta. Kaku hỏi con quái vật đó là sao vậy, và Stussy với sự thông minh của mình thông qua cách nói chuyện thì đã liền nhận định đó có thể là một trong ngũ lô tinh. Kaku cũng nghĩ như vậy, và đó là một vẻ ngoài thật sự đáng sợ. Đồng thời thì Kaku cười rồi hỏi Stussy liệu cô có bị băng Murom bỏ rơi ngay khi cô phản bội lại CB0 vì họ hay không. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi chọn ở lại đây để hoàn thành công việc cuối cùng của mình. Stussy với mắt kiên định đầy quyết tâm đã trả lời Kaku như thế. Về cơ bản thì Stussy là một con người được sinh ra bằng cách nhân bản vô tính, và Stussy đã thấu hiểu được mọi thứ, nên với cô nàng lúc này sự sống chết không còn quan trọng nữa, mà là việc tạo ra giá trị cho bản thân. Và Stussy sẽ làm một cách để cho ân nhân của mình là Vegabond với những người bạn Murom an toàn rời khỏi đây, đó chính là nhiệm vụ cuối cùng. Chapter tiếp tục chuyển cảnh sang nhóm Nami đang chuẩn bị tẩu thoát khỏi vùng cực. Nami đã kinh ngạc hét lên sau khi biết Stussy sẽ ở lại để cho bọn họ có thể thoát đi. Cái gì? Ý của cậu là chúng ta sẽ bỏ Stussy ở lại? Và bưng không bay Edison phải giải thích rằng, chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác, bởi việc tách vùng cực với việc trốn thoát phải diễn ra đồng thời. Và vùng cực thì chỉ có thể được tách từ phòng điều khiển, và cô ấy đã tình nguyện làm việc đó. Chúng ta nên biết ơn cô ấy, và trốn thoát khỏi đây an toàn chính là cách đền đáp ân huệ đó. Và Nami nói rằng mình hiểu, sẽ cố gắng trốn thoát nhưng vẫn muốn có Stussy đi cùng. Robin ở bên cạnh cũng lên tiếng. Nhưng mà thành thật mà nói thì quãng đường bay mà lẽ ra Vegabond 1 phải bay là. Chưa nói hết câu thì bưng 03 Edison tiếp lời. Cô nói đúng, Nico Robin. Tôi đã tính toán rồi, nhưng theo cơ học cổ điển thì con tàu sẽ rơi 100%. Nó khiến cho Usopp kinh ngạc hét lên. Cái gì? Này, việc chuẩn bị cho cúp đỡ bớt đã hoàn tất. Khi Zero và những người khác tới là chúng ta sẽ chuẩn bị hướng ra biển và thực hiện cú nhảy siêu hạng. Nếu có vẻ như chúng ta không thể thực hiện được cú nhảy này thì chúng tôi trông cậy vào khả năng của cậu, tức là bưng 03 Edison. Nó khiến cho Edison vui vẻ vì được người khác tin tưởng, nói rằng con tàu của bạn Murom thật tuyệt, tôi rất thích câu nói, có ý chí thì sẽ có cách. Đó có lẽ là sức mạnh cần thiết để tạo ra phép màu, nhưng tôi là một nhà khoa học. Ngay sau đó thì bưng 03 Edison đã liền nhảy xuống đâm xuyên qua hệ thống phòng vệ. Khi Usopp ngạc nhiên thì Edison nói tiếp. Tôi đảm bảo rằng con tàu của các cậu có thể ra khơi. Trong khi đó thì Edison cũng tự suy nghĩ rằng mô phỏng thiệt hại bên ngoài ở mức 78%, tôi vẫn chưa chết đâu, tôi đi đây. Và bưng 03 Edison đã chính thức thoát ra khỏi vùng cực. Chấp tôi tiếp tục chuyển xuống khu vực công xưởng, nơi Luffy, Nika và những người bạn đang đối đầu với ba ngũ lô tinh là Thánh Satan, Thánh Wakiri và Thánh Jupiter. Trong một trang tranh đôi hoành tráng thì hải quân trên các chiến hạm báo cáo rằng có một cơn gió rất mạnh đang kéo đến, nó hướng tới trung tâm hòn đảo.
Ngay sau đó thì là hình ảnh con sâu cát khổng lồ đang há miệng hút thật mạnh nhằm mục đích là hút Luffy, Nika và những người khổng lồ. Đó là một lực hút chân không cực mạnh, tôi không thể nào chạy được. Dory với Brogy lên tiếng, trong khi đó thì Luffy bị hút tới mức kéo do mặt, bị căng lại phía sau, rất thê thảm. Nó cho thấy là lực hút của sâu cát Jupiter là kinh khủng khiếp như thế nào, nó chẳng khác gì một cái đường hầm gió siêu thanh, nơi được dùng để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển hệ thống vận chuyển không gian và máy bay siêu thanh ngoài đời thật của chúng ta. Và tôi sẽ diễn giải điều này chi tiết hơn trong video phân tích chapter. Còn giờ thì một lần nữa, chúng ta được thấy cách đáp trả đầy thông minh và hài hước của Luffy Nika. Con sâu chết tiệt, nếu người đó tới vậy thì hãy ăn cái tòa nhà này đi. Luffy chạy vòng qua phía sau tòa nhà dùng chân đạp ngã nó, rồi theo quán tính của lực hút cực mạnh thì tòa nhà khổng lồ này tông thẳng vào miệng của con sâu cát với tốc độ rất cao. Và so với Luffy Nika hay là những người khổng lồ thì tòa nhà này khiến cho cơ miệng của con sâu cát phải hoạt động hết công suất, há ra muốn tét cơ miệng. Và tất nhiên là nó sẽ khiến cho sâu cát Jupiter ít nhiều bị thương hoặc là khó chịu. Và bạn thấy gì không? Từ đầu tới giờ thì mặc dù được đánh số 1 nhưng Thánh Jupiter trong hình dạng sâu cát khá là nhỏ. Khi hết bị chém ngang thân thì giờ bị tổng cả tòa nhà ngập cả mồm. Sau đó thì Luffy cũng đã cạn kiệt năng lượng và biến thành ông già Luffy với khuôn mặt teo tóp. Tất cả năng lượng từ đống thức ăn kia đã hết sạch rồi. Sau đó thì Brogy đưa cho Luffy món ăn khẩn cấp đặc biệt từ Elbaf có tên là Haka, dựa trên món ăn nổi tiếng của người Iceland làm từ thịt cá mập Greenland lên men. Dory nói rằng món thịt cá mập thối này khá là khó ăn nhưng một khi ăn quen rồi thì sẽ ghiền đấy. Điều này làm tôi nhớ tới món sầu riêng của chúng ta. Đúng là nó khó khăn ăn với nhiều người, nhưng với tôi thì có thể ăn trừ cơm. Ngay sau khi quắt sạch một miếng thịt cá mập thối thật to, thật giàu năng lượng, Luffy đã nhanh chóng phục hồi thể trạng, thậm chí là còn sung mãn hơn trước. Ngay lúc này thì con lợn khổng lồ Topman Wokiri cũng đã lù lù xuất hiện từ phía sau. Luffy lập tức cảnh báo đồng thời nhảy lên định tấn công, tái hiện lại chiêu thức Red Rock đã từng khiến cho Kaido bách thú học máu miệng bị thương trước đó. Nhưng đối thủ của Luffy lúc này là Ngũ Lôi Tinh chứ không phải là một tiêu hoàng, là ác quỷ lượng loài Topman Wokiri chứ không phải là Kaido bách thú. Vậy nên kết quả cũng thật sự khác biệt. Khi con lượng loài Wokiri không bị thương tích gì, ngược lại, Luffy đã phải ôm cánh tay đang rung lẩy bẩy, đau đớn hét lên. Và đây là một chi tiết thật sự rất thú vị, cũng như rất quan trọng nếu bạn muốn chứng minh Kaido bách thú yếu hơn Ngũ Lôi Tinh. Vậy nên tôi sẽ nói khá nhiều, nói chi tiết trong video phân tích chapter. Còn giờ thì quay trở lại với tầng thí nghiệm bên trong vòm cực. Không biết từ lúc nào mà lúc này nhận tin Satan cũng đã tiếp cận được vòm cực ngay chỗ vị trí nhóm Usopp cùng với con tàu Thousand Sunny đang đứng. Hai chiến nhìn khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt của nhóm Usopp. Hình ảnh này khiến cho tôi thật sự hồi hộp và lo lắng cho Nami và những người khác. Vì trên vùng cực lúc này không chỉ có một mà có tới hai Ngũ Lôi Tinh. Còn bên dưới bên tàu thì nhóm Rangky cũng không khá hơn là bao. Khi xuất hiện trước mặt bọn họ chính là Ngũ Lôi Tinh Thánh Vinosuro trong hình dạng ác quỷ mã cốt. Thánh Vinosuro mới vừa chém gục một người khổng lồ. Còn Thánh Mắt Kích Mắt thì cũng đã trở lại hình dạng con người, chậm rãi tiến lại gần con Obsidian truyền hình trực tiếp được Vega băng giấu trên băng rìa cọt. Trong khi thì chỉ còn một phút nữa là Vega băng bắt đầu tiết lộ toàn bộ lịch sử thật của thế giới này. Ngươi không có lấy nổi một vận may, Vega băng à. Đột nhiên thì Thanh Mắt nghe được điều gì đó. Đây chính là hiệu ứng âm thanh tiếng Nhật dùng cho bong bóng hoặc là chất lỏng. Nó khiến cho Thanh Mắt phải ngước nhìn lên và quan sát điều gì đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vậy thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây? Tôi sẽ nói mọi thứ trong video phân tích chapter. Còn giờ thì hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.